mấy cái mai giờ má. Rồi hôm qua có ngày mai là hôm nay là chị cầm. Hôm nay hả? Tặng gì chị cầm, đứng tặng gì? Thôi để một lát đi, tỉnh. Bó hoa hồng hả? Hoa hồng rất là tươi. Đi mua hả, tặng cho anh. Ok. Number one, bà chết không có hả, cửa. Em đẹp quá cầm ơi. Cái hàm răng em đẹp quá. Chuyện sao vậy? Chồng của bạn đó. Nó cứ kèo theo cái kia hoài à. Không cơ hội tốt gì gặp. Không có bà lớn thôi, bà nhỏ mình sức chiêu. Có bà lớn mới là hả con. Có bà lớn mới quậy được. Gặp bà lớn đang nằm ở nhà kìa. Trời, một lát bà lớn cho qua về. Nhìn em đẹp quá cầm ơi, nhìn em đẹp anh muốn nứng quá. Ông bảo đâu đó là tụi cảm xúc. Bắt cỡ rồi, nhìn cái hàm răng của em đẹp. Cố gắng đâu mà hàm răng, hàm răng cái đầu mày. Mày cho tao hả 14 triệu đi rồi hả, tao chồng cho mày thấy hàm răng đâu. Đẹp thôi. Đút lưỡi em quá cầm ơi. Thôi đừng dùng vũ lực vậy. Bị tính nói chi vậy, chị cầm mắc cỡ đỏ mặt kìa. Em hẹn ngại ngùng gái 18 kìa. Có hả, lâu năm chục. Gái 18 50 vậy. Thôi đứng ơi, chồng cho chị cầm một bộ hàm răng đi tính. Thôi đây cho tiền đi, là đây này. Giờ bây giờ tiền dắt cái thẳng ra ngoài nha khoa luôn. Giúp cho tiền. Coi hàm răng cũ bà coi. Hết rồi, ở trên là teo. Còn ở dưới thì hả, còn mà hả nhỏ là ok. Mà chứ về sao đánh. Cũng quay cái đầu ra sao. Con hàm răng bà coi. Coi còn mấy cây. Coi. Phải làm hả? Làm mạnh tay lắm. Vậy gì nghe thôi, nghe coi thôi. Đi rồi. Đâu nghe coi. Nghe lại không có chút à. Nghe ra, nghe ra. Anh tiền đạo vô đi hết luôn nha mọi người. Cho tiền ơi. Tiền ơi, cho tiền thôi. Chị không thấy thằng Khoa trước khi nó đi làm nó phải đếm nó còn bao nhiêu cây hả? Không nhổ là nhổ à. Để chị đang có liên hệ bên anh Khoa là kêu anh Khoa dắt qua chứ gì gì ông Khoa là giảm giá. Kêu Khoa giới thiệu. Khoa dắt thì cầm đi ra làm răng mua dép mà hết tiền rồi. Trời ơi. Dép nữa. Mới xin mười mấy triệu làm răng bây giờ làm dép, mua đôi dép nữa kìa. Em đẹp quá chồng ơi. Em lúc nào cũng đẹp không bà lớn. Trời ơi. Em anh muốn nứng quá. Không rồi. Hết rồi. Trời ơi, em hẹn uống nha mà đợi. Em hẹn nha mọi người, cầm em hẹn nha mọi người, giống như cái 18-30 vậy đó. Phải có bó bông hồng cho tôi nha. Ừ. Thì ở trên 50 đi mua đôi dép đi. Cái gì vậy chị? Chị tặng bó hoa hồng chưa tặng nữa, chưa được tiền mua đôi dép rồi. Cũng giờ có hàm răng luôn á. Ai gọi mình ra. Ở trong ngoài gì cầm phải có bông bó hồng cho. Đúng rồi. Cho ảnh đồ mới ghi đồ có bông hồng chứ. Bao nhiêu cây? 99 cây. Không, không mua 99 cây. Mua 100 cây đi. Mua 5 cây thôi đủ rồi. Bó hồng gì có 5 cây gì chi mẹ? 5 cây rồi hả? Là coi như là hả, giống như là hả? À thằng Hân Trần à, bị cầu hôn à. Cầu hôn Hân Trần á. Thằng Khoa cầu hôn Hân Trần á. 99 cây mà hả, biết bao nhiêu tiền. Ai biết. Để hả, hà mua 5 cây thử đi. Rồi hả, năm sau là mua 99 cây. Đó. Ngày gì cầm bỏ ra 2.000 bổ heo thôi. Tới năm cuối, tới cuối năm bảo đại đi cầm có một bó bông hồng liền. Rồi đưa 5 giờ đưa 50 đi mua đôi dép trước đi. Mua đôi dép trước đi. Vậy gì cầm nghe nè, bây giờ muốn có bông hồng đúng không? Mình đi vòng 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 á. Chỗ nào mà vòng á là không, chỗ nào mà có nhà có trồng bông hồng á, chị trồng leo vô hái. Đó, hái chín cây rồi. Bông hồng thì đặt chuyến xe ra là bạn. Hái tự nhiên chín cây trong đêm về. Đi xe về lại. Rồi, giàu quá vậy. Đâu có giàu. Bông hồng chín cây là bả không?
Tiến Nguyễn hay sao, hay là lý do tặng không? Không, bà hứa là bà sẽ mua tặng cho Tiến Nguyễn. Tiến Nguyễn là sinh nhật của ông Hồng. Bà Tiến Nguyễn yêu cầu của anh là 99 cây. Nhưng mà bây giờ bà, ví dụ bây giờ em bỏ tiền ra, bây giờ em mua 99 cây bông hồng tặng Tiến Nguyễn, chị hung Tiến Nguyễn bằng môi đi, em mua liền. Không, nước lưỡi á, mua liền, em nói thật sự em trả chị đi mua liền luôn á. Không, mua có 5 cây rồi, mua 99. Bà nút lưỡi cái đi. Đúng rồi, dầu bôi, dầu bôi. Bà nội nhỏ, bà nội già rồi ra tới kìa. Rồi dứt ra kìa. Ra rồi tới tới đâu mà tới. Dứt ra tới kìa, dứt ra tới kìa. Lại đi. Vậy nếu mà dì cầm đang nhân cơ hội này không có gì chất ở đây, dì cầm chứng sơ Tiến Nguyễn có cũng bình thường. Thôi có bình thường luôn hả? Ừ. Bữa hả, ổng bệnh hả, mà chết đã có bóp dai đâu. Một tay dì cầm lo không á? Một tay cầm lo hết luôn. Đúng rồi, đó cho ổng mà. Mình phải kể công, đúng rồi, mình có công mình phải kể. Đúng rồi dì cầm. Không, không, không kể. Bệnh hả là mình nghĩ anh em chị em có cậu gió dắt hơi dẫn đâu không? Có gì cầm không có dắt hơn, có cậu gió hả? Thôi à, cậu gió hả? Bành tiếng luôn, nhổ tóc bạc lên, nhổ lần 4-5 cộng không á. Nhổ tóc bạc bằng răng á. Thì giờ cầm đâu có răng là phải nú. Anh chờ thứ tiên, trời vợ ông gia kìa. Không hỏi thiệt chị cầm, chị cũng còn thấy rõ dữ ha, tóc cũng thấy được tóc bạc luôn hả? Tóc bạc là rõ đó, mắt ghê rõ. Mắt nó tốt quá chứ. Chị cầm bây giờ là phải đi tô gân trang lại, là thứ nhất là nhuộm tóc nè, tóc này bạc quá trời bạc luôn rồi, nhuộm đen lại. Thứ nhất là nhuộm đen lại. Thứ hai là quýnh bộ răng. 24 ở dưới rồi. Không. Nói chung ra mà tới giờ mà đầu tư vô cho chị cầm ha, đi hút mỡ bụng nè. Đi kéo chân rồi ra ha, sửa soạn lại cho bả. Bộ răng là nâng mũi là hỏi đi kéo mà. Kéo vào mặt là xăm chân mày là. Trời ơi. Ôi đã đi cầm luôn ra đường chai mà không dòm nó đổ luôn á, ô đảm luôn. Có thiệt. Không có đảm luôn. Không có thiệt. Không cần đi ra đường một cái thôi, trời ơi chai nó đổ như. Giống như mấy cây mà bị đốn hạ vậy đi cầm biết không? Đốn hạ nó ngã bụp luôn á. Ở 200 mấy chân không đủ, có gì mua. Cầm tối qua làm mấy xị cầm? Trời làm mà nào, đâu có làm đâu, ngủ về hả, ông nội này điện. Lan lên lầu gần tắm rồi, ông nội kia điện, là hai ông ở thi đua. Ủa mà chị cầm hỏi thiệt, nghe nói chị uống rượu đế dữ lắm đúng không? Có. Uống đâu mà uống. Nay mình nói thiệt làm. Đi. Làm, không có uống. Hôm qua không cắt cái gì cầm lại, nước là giống như dưng nhậu chuyên nghiệp vậy. Không. Uống đá dữ lắm phải không? Uống đâu mà uống, khùng mà uống mà bệnh á. Uống có điên đâu, tôi đâu có điên đâu mà uống. À, có gì cả đâu rượu đế đâu. Như bà đi ra mấy thằng cái chai mà bà kinh mà mua gì cho nó uống. Chứ không. Đâu phải ông nội đâu mà hả, tiền đâu phải chùa đâu mà hả, tự nhiên nó mua cho mấy ông nội uống. Mấy ông nội đó đâu phải ông nội chúng ta không? Không có. Không, cái phong cách này giống y như đang ngồi mà đàm đạo bằng những ly rượu đế và cái chung là gì cậu? Có chung luôn là thiếu rượu thôi. Mua rượu đi tụi bà chơi ha. Không. Mà tôi lên nhà anh Sơn tôi lấy chai rượu. Không. Tôi bà cưa thôi. Không. Ở cưa mày, cưa với bà chết kìa. Chứ bà đi nhậu với mấy thằng giải trai cũng vậy gì. Ở tàu lao, tao lên tao uống hồi nào. Mày bị gỡ cái gì cục cục ở trên trán. Bây giờ tôi để tôi tiền nhanh sơn mấy chai rượu chúng tôi bà kia. Ôi giời tàu lao quá. Mày uống của mình mày đi. Ờ đất ơi. Dạ không có chai uống rượu tây đâu. Chứ anh Tuấn Nguyễn ơi, cầm dưới là rượu đế hay là rượu chiếu hộ. Chiếu hộ, truyền thống. Rượu chiếu hộ bây giờ giá như vậy ta? Biết. Thì luôn rồi đó như là 5.000 chai á, không biết giờ còn nhiêu, giờ bán nhiêu nữa. Những còn tôi cầm vẫn còn tỉnh táo nha mọi người, dài vô cũng còn tỉnh táo nha. Ăn sáng chưa chị cầm? Chưa. Hỏi ông ăn rồi, ông ăn không có nhiều đâu. Anh cũng ăn rồi.
Tuấn ăn hủ tiếu rồi. Sáng giờ chiếc chậu ở đây mua tô hủ tiếu cho anh Tuấn ăn xong rồi chiếc chạy về rồi. Trời ơi, sướng quá vậy. Thiệt. Bây giờ ông tỉnh không nói chuyện với bà chết đi, tôi nói thể. Nói chuyện gì vợ? Chuyện gì mà hả? Vậy đang ngồi. Tôi đâu có biết đâu. Giờ đang ngồi đây với chị thì chị với Tuấn nói chuyện rồi. Có gì cầm đây là cơ hội tốt cho gì cầm để không có gì chức ở đây là cơ hội tốt cho mình. Trời ơi. Mình mới thể hiện bản lĩnh của mình ra. Không có chết gì cũng bình thường. Anh em ta mà bạn bè mà. Ha. Chị mà chết biết khóc và chị tôi học biết khóc. Khóc luôn. Khóc đi em. Trời ơi. Ý gì cầm đó là con quạ mà gì cầm vẫn còn biết khóc đó anh Đức Nguyễn. Không biết khóc. Mình quả mi của mình chết biết hót thì hót đi. Ông hót tao quýnh cho mày hót. Sáng nay chị cầm vui quá ha. Vui gì? Chắc mới giải ngân được. Mới giải ngân đâu. Mới giải ngân đâu không cầm. Giải ngân gì? Giải ngân được nhiêu chị cầm? Thấy chị vui vậy? Có gì đâu mà trời ơi bán người ta trúng. 687 là trúng. 687 là số 3 con. Chúng à, chúng ngay số chỗ được 200 ngàn, giá 200 ngàn. Không. Ngay ngay Độc Đắc á. Dạ Hoàng Vốn. Không, ở dưới ba con ở dưới mà. Ba con dưới thì chúng được mấy được triệu mấy? Được triệu mấy. Vậy cho gì cầm nhiêu? Thực ra chưa thấy mà cầm. Bán hết rồi đi về. Rồi bà chết đâu? Quá máy anh. Nhưng mà đang nằm bên nhà không chịu qua. Thì chị Vấn đã điều động 500 anh em qua kêu là không chịu qua. Nói là tao đang bệnh, bây giờ có vụ đâu qua. Chị Vấn nói là qua đây, chị Vấn cho 200 ngàn cũng không chịu qua luôn. Bà không có tin, mới nghĩ là mình vụ hả mà. Nghĩ vụ không à. Qua bà bị thắng với chơi bà ăn cá bà rút kinh nghiệm rồi. À bị vô đi vô thắng rút kinh nghiệm rồi. Giờ bà chỉ có chị cầm qua kêu bà qua thôi. Không. Không có đi. Chị cầm qua còn đuổi gấp. Ông dần lấy cây với cây phai luôn á. Tao chị cầm mà vừa qua cái bà bước rồi bà nói trời ơi mày qua đây chi nữa. Chị cầm vừa qua hót đi chim. Bây giờ cá bao nhiêu cũng cá nó mà ở ngoài quán cà phê Bà Thảo. Cá nhiều cũng cá. Gà cá nhiều. Ở quán Bà Thảo. Đi ra quất với chị luôn. Chở chị đi luôn. Đây, đi luôn gà cá cho Tuấn Nguyễn. Không, tại vì chị nói chị cá em tức chị cá đó. Cá với anh Tuấn mà. Ừ, cá thì Tuấn. Chị bảo ảnh không ở nhà Tuấn. Cá thì Tuấn. Ở nhà. Kiếm cho mẹ Tuấn. Con hay cháu. Hay là con chay mà biết cái bản hết chưa. Hay ghê vậy trời. Giờ này là hả? Ai mà điện bả ngủ không được là bả giặt đồ xong rồi bả đi qua. Dạ cày lắm, nói chung là cũng cố gắng anten để coi bà lớn đi đâu làm gì để đề phòng một cái đồ phải không. Ở giờ hôm nay nãy không cơ hội rất là tốt cho gì cầm luôn, không có gì bà lớn ở đây mình phải chỗ tài bản lĩnh của mình ra vậy mới hay. Vậy anh đồ uống rượu về cầm không chiều anh đi không mua chai rượu dưới hộp về hai người cưa. Coi tin nhắn trong môn phái nhắn gì hả chị cầm, coi trong mấy đàn em coi nhắn cái gì. Em sao bữa nay có đồ gì đâu không nói chị Đại, để chị Đại lo tiền. Chị giải ngân gì được chưa chị Đại, sao tối qua không thấy chị, ví dụ vậy phải không?